Thầy xin Chúa chữa lành cho anh. Còn anh được ơn gì đây? Dạ thưa cha, con được ơn chữa lành ạ. Đầu năm thì con bệnh viện chẩn đoán là con bị ung thư máu giai đoạn 2. Nhưng mà lúc đó thì con cũng chỉ cầu nguyện là Chúa cho con sống đến 2-3 năm thôi, để con trả ơn cho gia đình, báo hiếu gia đình thôi. Nhưng mà không ngờ tới tháng 9 vừa rồi con đi xong tổng quát thì bác sĩ nói là con đã hoàn toàn khỏi bệnh. Thì tới lúc đó con mới biết rằng Chúa không cho con 2-3 năm mà cho con rất là nhiều. Thầy, nhờ đâu mà em được Chúa chữa lành như vậy? Vì con tin ạ. Anh có đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót ở đây bao giờ chưa? Dạ con có đến 2-3 lần thì con cũng xin cha đặt tay cho con và cũng cầu nguyện cho con những gì con cầu nguyện với Chúa. Rồi anh là tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Con là Giuse Nguyễn Ngọc Cương, 26 tuổi, con đến từ giáo xứ Thái Hòa, Bình Dương. 26 tuổi, vâng. Thưa anh chị em, một người thanh niên 26 tuổi mà phát hiện ra là mình bị ung thư máu, anh chị em thấy coi như là cả một cái tương lai nó ụp xuống trên đầu. Anh đã chạy đến đây, anh ấy kiên trì cầu nguyện mấy lần tất cả? Dạ 3 lần ạ. Và đây là lần thứ 4, 3 lần đến cầu nguyện và lần thứ 4 đến để tạ ơn vì xin anh ấy đã, tìm thì anh ấy đã, và gõ thì đã, hôm nay anh ấy đến để anh ấy. Đây, tôi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng nha. Là đây là móc khóa lòng Chúa thương xót bạn. Đây là chẳng chuỗi lòng thương xót Chúa, anh đeo vào. Chúa đã chữa cho anh như thế. Và đây là những bài hát ngợi khen lòng Chúa thương xót. Rồi, Chúa chúc lành cho anh bạn. Anh được ơn gì? Con chào cha, con chào cộng đoàn. Con là Giuse.